anh Hồng Sơn. Thay mặt chương trình, tôi chính thức là sẽ thay anh Hồng Sơn làm huấn luyện viên trưởng của đội cầu thủ nhí ngày hôm nay được không ạ? Rất cảm ơn anh. Tôi nhiệm vụ của tôi lại là một cái nhiệm vụ mới. MC, anh sẽ làm MC. Và cái quan trọng nhất ấy là khi chúng ta đổi các cái vị trí này cho nhau ấy thì các cầu thủ ở trên sân cũng như là bản thân tôi đây cũng sẽ được thấy là cái sự khó khăn của các cái vị trí mà đồng đội của mình đảm nhiệm, đúng không ạ? Để các cầu thủ hiểu hơn về các vị trí khác nhau. Và bây giờ thì mời anh Hồng Sơn làm MC nhá. Chia penalty. Chia penalty. Và lúc này không thể tin được, trên sân cỏ là sự điều phối của huấn luyện viên Tuấn Tú. Với sự nỗ lực hết mình ở một vai trò mới thì bóng đã đi đường, bóng có còi thì thổi đường còi. Thực ra trận đấu này xứng đáng đi vào lịch sử mà không biết là nghĩa nào thôi các bạn ạ. Một trận đấu mang đầy tính cồng kềnh. Không có nhiều là các bạn có thể nhận thấy là MC Tuấn Tú bây giờ đang là huấn luyện viên trọng tài cho trận đấu này thì anh ấy thổi rất là sai, rất là lỗi, rất là nhiều. Anh thổi lung tung cả. Tại vì vấn đề là tại vì anh ấy không phải là huấn luyện viên chuyên nghiệp cho nên là thích lại thổi thôi. À đúng rồi. Anh thích lại thổi. Anh thích thổi đấy. Lại thổi được cả. Nhưng tôi nghĩ cũng thú vị đó. Bởi vì huấn luyện viên thì cũng có thể làm MC và MC Tuấn Tú cũng có thể làm huấn luyện viên và làm trọng tài luôn, thì không thể nào không mắc sai lầm được. Các cầu thủ trên sân cũng vậy. Mình đã tiền đạo bị bây giờ mình xuống thủ môn thì không thể nào mình phản xạ như thủ môn được. Nhưng tôi cần các bạn phải học hỏi, cần phải trao đổi nhiều hơn để chúng ta. Ngay bây giờ thì hai bạn có thể vào thay thủ môn luôn không? Tôi nghĩ tôi có thể thay thủ môn luôn. Thậm chí tôi đá tiền đạo luôn, vị trí tôi tiền đạo, bây giờ tôi xuống thủ môn được luôn. Tôi chụp gôn luôn, tôi đá luôn cả cầu thủ rồi nhật kia luôn chứ được không những đá banh không đâu. Còn Bích Trưng, em có thể thủ môn được không? Trước khi mà làm khởi mẫu cho chương trình cầu thủ quốc gia 2020 thì Hồ Bích Trâm đã từng có 8 năm kinh nghiệm trong nghề cầu thủ. Thủ môn, bắt bóng, không những bắt bóng mà bắt nhiều loại trái khác nữa, cho nên ngày hôm nay mình rất là tự tin. Tôi không dám đá rồi. Tôi mà đá là thủ môn bắt luôn cả tôi luôn đấy. Đúng rồi. Vị trí thủ môn tôi sẽ giành đây. Đuổi tiếp. Tình nguyện viên Thành Thức đã lao vào một vị trí rất là cốt cán, chủ chốt của đội bóng, đó là vị trí thủ môn. Và như vậy thì không biết là anh sẽ xử lý như thế nào. Bên của áo đỏ là thường thủ môn, bỏ bàn đi ra ngoài. Khởi động tấn công. Sút đi. Nhưng vừa rồi là bàn thắng từ Gia Bình. Hay quá. Gia Bình đã sút tung lưới thủ thành Hồ Bích Trâm. Có vẻ đây là một sự sơ suất nhẹ của thủ môn Bích Trâm. Thấy chưa? Vâng, rõ ràng là Bích Trâm đã để thua rồi. Bích Trâm thủ môn vào nhưng mà đã để lọt lưới. Cô ôm trái bóng vào. Ồ, quả là một trận đấu gay cấn. Ở đó có cả những thuyết âm mưu, tình huống chấn thương kỳ lạ ghê đó. Chắc là mình cảm nghĩ quá thôi các bạn ạ. Khi bảo mẫu Bích Trâm, bình luận viên Bích Trâm đang vào vị trí thủ môn. Vâng, phạm lỗi không? Trọng tài không phạm lỗi, tiếp tục. An Khang, ghi bàn đi. Một lần nữa phải nói xuất sắc. Thành Thức đã đẩy một cú cản phá tuyệt vời. Trọng tài.